trả lời câu hỏi cho khán giả Nguyễn Phương Bình ở huyện Bắc Tân Uyên của tỉnh Bình Dương. Khán giả hỏi: vườn bưởi của tôi trồng được 7 năm tuổi, hiện nay cây ra lá thì từ từ nhỏ dần, bông thì nhiều. Tôi đã sử dụng phân thuốc dạng hữu cơ nhưng mà không cải thiện. Vậy thì xin các nhà khoa học cho biết vườn bưởi của tôi bị bệnh gì và phải xử lý ra sao? Vấn đề của anh thì chúng tôi xin được nhờ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ vui lòng tư vấn cùng anh. Dạ. Trước tiên là tôi cảm ơn em Bình ở cái chỗ này. Hồi nãy tôi muốn quay trở lại cái câu chuyện này nhưng mà không có cái thời gian. Thì bây giờ cái câu hỏi của em nó trúng vô cái câu chuyện này nên có dịp để tôi nói với bà con mình hiểu sâu hơn. Đây cũng là một cái cách vàng lá nhưng mà không phải vàng lá do thối rễ mà mình nói hồi nãy giờ. Ngay cả cái clip mà xới sáo rễ này kia, cái đấy là cái vàng lá do rễ nó bị suy thoái hay là nó bị hư đi. Bị hư có thể là do đất bị nén dẻ như lúc nói nãy, hay là pH chua hay là pH thấp, đất chua, hoặc là chính vì cái đó mà nó gây ra cái con nấm nó dễ phát triển. Thì đấy là một cái câu chuyện do rễ gây ra. Thì cái vàng hồi nãy bà con còn nhớ tôi nói là rụng lá đó, cái vàng từ ở dưới này nó vàng lên rắc thì nó rụng. Còn cái của mà em Bình nói ở đây thì đúng là ở đây là cái mẫu vật này là điển hình. Đây là cái cây bưởi mà nó cũng rất là điển hình, bà con thấy là nó cũng vàng từ ở trên chóp lá. Mà trên cam đó thì bà con ở cái vùng của Phụng Hiệp, của Hậu Giang thì dùng cái từ gọi là bệnh vàng đầu. Còn người Trung Quốc thì họ gọi là cái bệnh mình dịch ra gọi là hoàng long bin, long là con rồng, hoàng là vàng, con rồng vàng, tức là nhìn trên cái cây như vậy là cái đọt của nó bị vàng ở trên chứ không phải là nó vàng như em Phèn nói lúc nãy, vàng từ dưới lên trên mà vàng từ trên thì xuống. Như vậy em Bình như vậy hỏi cái này bệnh này là do gì? Vàng lá greening. Vàng lá greening. Vàng lá greening như vậy thì nó do nguyên nhân do cái gì gây ra, là do một cái con vi khuẩn mà tôi nói nãy đó, Liberobacter asiaticum đó, bà con không cần nhớ đó, mà nhớ cái chỗ cái con vi khuẩn này đó, nó không phải là nó sống ở trong đất. Cái con vi khuẩn này không bay lơ lửng ở trong không khí, nó được ở cái chỗ là nó tấn công vô cây mình qua những con đường rất là độc đạo. Tôi nghĩ rằng nếu mà bà con mình mà hiểu rõ cái này thì có thể ngăn chặn được cái bệnh này. Vậy vậy thì bà con giống như SIDA vậy đó. Hỏi bây giờ tại sao bây giờ mình nói cái bệnh SIDA không có là tràn lan nữa, là bởi vì mình hiểu cái con đường lây lan của nó. Chứ lúc mà cái bệnh đó mới vừa khởi phát, ôm hôn nhau người ta cũng sợ nó truyền qua nước bọt nữa, nhưng mà thật ra nó truyền rất là độc đạo, mình gọi là độc đạo đó. Bây giờ chỉ cần chặn cái con đường độc đạo đó thì có thể là diệt được nó. Vậy thì con đường nào? Một là qua con đường dây giống, tôi nói nãy giờ. Cây mẹ bị, mình lấy cái nhánh từ cây mẹ, cái mắt ghép từ cây mẹ để làm qua cái cây con, thì cái cơ hội mà gọi là cái bệnh nó qua cái cây con rất là lớn. Nhưng mà nó được có cái chỗ này, nó không truyền qua hột. Mình lấy cái cây bị bệnh này mà lấy cái hột nó mà ương lên thành cây con không có bị bệnh, nó hơn cái một số cái bệnh SIDA ở chỗ đó. Có nghĩa là nó không có truyền qua hột, không có truyền qua cái thế hệ sau qua hột. Nên như vậy mình mới dùng cái gốc ghép. Nếu như cái cây đó mà bị bệnh, cứ lấy hột thoải mái đem ương nó trong nhà lưới thì như vậy nó lên cái cây là không có bị cái bệnh vàng lá nên đi. Như vậy là bà con nhớ nha, nó truyền qua cái con đường cây giống, nên như vậy là lúc làm cây giống là chúng ta phải bảo đảm là cái cây mẹ mà mình lấy những cái vật liệu ở trên đó để làm ra cái cây con là phải tuyệt đối là không được mang cái mầm bệnh. Đó là con đường thứ nhất. Con đường thứ hai là gì? Là qua cái con rầy chổng cánh. Con rầy chổng cánh, không biết ở đây bà con mình trồng cây có bưởi mà có thấy con rầy chổng cánh chưa? Chứ chổng có nghĩa là thay vì cái lá như thế này ha, nằm ngang như thế này, con rầy của người ta thì đậu vậy vậy. Còn con này nó đậu hơi xiên vậy nè. Nó nhỏ như là cái cọng tâm vậy đó, mà cái màu của nó xám xám như là cái vách lá dừa, một cái vách nhà của mình mà cái lá dừa khô vậy đó, thì cái màu hơi xám xám vậy đó. Nhất là trên cây nguyệt quế, bà con mà thấy nó khoái cái cây đó gì lắm, nó cũng là cái cây ký chủ đó, để nhìn mặt cho được cái con này. Thì cái con này á, thật ra là nó không phải là nó muốn hại nhà vườn của mình, nhưng mà nó thích nhựa cây. Nên á, chẳng hạn như cây này bị bệnh nè, nó lại đây nó chích để nó hút nhựa. Thì khi nó hút nhựa là nó hút luôn cái mầm, cái con vi khuẩn mà sống ở trong mạch nhựa của cái cây này vô trong cái bụng của nó. Xong rồi cái nó đi, đến chừng nó đói, nó kiếm cái cây khác nó chích để lấy nhựa nữa. Nhà nó chích vô cái cây mạnh của mình. Mà trước khi nó chích á, thì nó bơm cái nhựa mà nó đã hút trước đó một phần ở trong tiếng nước bọt nó đẩy ra. Thì lúc đó nó đẩy luôn cái mầm bệnh vô trong cái cây khỏe của mình.
Thành thử ra bây giờ mình muốn mà ngăn chặn cái cây của mình trồng cái cây giống sạch bệnh rồi mà muốn ngăn chặn đừng cho bị bệnh nữa đó, thì phải ngăn chặn không để cho con rầy chổng cánh này chích vô cái cây của mình. Nhưng mà nó được cái con rầy chổng cánh này chỉ chích trong những cái thời điểm mà cái đọt nó còn non, cái cành nó còn mềm á, nó mới đưa cái kim vô chích. Chứ còn mà nó mà cứng cáp như thế này á, thì nó không chích được. Nên như vậy thì bà con phải chặn nó ở những cái thời điểm mà ra đợt ngon. Nhất là ở đây là em Bình hỏi đó, thì em Bình lưu ý cái chỗ là khi mà cái những cái đợt mà nó cây ra đợt ngon như vậy là mình bảo vệ không để cho con rầy tấn công. Thì nó có nhiều cái cách để mà ngăn chặn con rầy này lắm. Chúng ta có thể dùng những cái bẫy màu vàng để chúng ta phát hiện sớm, rồi để rải rác trong vườn. Khi nào mà thấy nó cái bẫy màu vàng này mà có xuất hiện những cái con mà rầy chổng cánh đó là chúng ta phải phun ngay để mà tiêu diệt, không để cho nó chích. Bởi vì nhiều khi ấy, những cái cây bệnh ở những cái vườn khác rồi nó chích bên đó rồi nó bay qua vườn của mình. Đấy, hai cái con đường đó là hai con đường chính. Còn một con đường thứ ba nữa là qua cái dao kéo cắt của bà con, phải lưu ý cái chỗ đó. Nhiều khi cái nhánh này nó bệnh à, cắt cái này cái xong rồi mình đi lại cái cây khỏe đó, mình cắt cái thì mình mang cái mầm bệnh này truyền qua cho cái cây khỏe của mình. Thì đó, ba cái con đường độc đạo đó tôi nghĩ rằng bà con mình nắm thật chặt để mà có thể là khống chế. Thì bây giờ cái vườn của em Bình bây giờ đã bị rồi, thì bây giờ hỏi tôi vậy chứ bây giờ phải xử lý ra làm sao. Bây giờ cái bước một á, tôi đề nghị như thế này: nếu mà vườn bà con mình đã bị như thế này rồi thì cái bước một là loại bỏ các cái mầm bệnh ra khỏi vườn của mình. Có nghĩa là không phải là một cái cây bưởi mà nó lên như thế này là tất cả các nhánh trên cây đều bị, mà có thể là nó bị theo những cái nhánh như thế này. Thì những cái nhánh nào mà bị đó thì bà con cứ mạnh dạn cắt bỏ để mình loại, cắt rồi đem tiêu hủy đi. Mà khi cắt đó bà con nhớ, thường thường bà con mình hay tiếc, mà cái này thì tôi cũng rất thông cảm thôi, trên này nó có vài ba cái trái nhỏ nhỏ mà nó bị cái vàng như thế này, cái thân mẹ như thế đây á, bà con chỉ cắt coi có chút xíu mấy cái ấy này thôi, chừa trái lại không có được. Bởi vì cái con rầy á, nó chích nó đưa cái bệnh vô đây rồi thì cái mầm bệnh nó sẽ di chuyển gì từ từ vô cái thân mẹ, giống như rắn cắn vậy đó. Điều nó cắn ở đây á, nếu bà con cột ở đây thì nó không chạy vô thân chính, mà để nó chạy vô tới trong cái thân chính, vô tới tim mình, thì lúc đó chữa rất là khó. Thành thử ra khi cắt á, thì bà con mình phải cắt thật sâu vô, cắt sát vô trong đây, thà là mình thôi hy sinh mấy cái trái này đi, nhưng mà để cứu cho cái cây mẹ. Còn trong trường hợp mà bây giờ mình nhìn lên cây là tất cả các cái tán lá đều bị hết, mạnh dạn đốn bỏ. Mà khi đốn bỏ rồi á, tôi đã đi vô thăm vườn, tôi thấy bà con đốn bỏ rồi mà bà con không triệt cái gốc, để cho những cây chồi non nó lên hả, nó lại mang cái mầm bệnh tiếp tục, rồi con rầy chống cánh nó chích cái đó, rồi nó chích qua cây khỏe vườn của mình. Thành ra khi mà đốn bỏ rồi là phải triệt luôn cái gốc, đừng để cho nó lên. Thì cái đó tôi gọi là loại trừ mầm bệnh ra khỏi vườn của mình. Đó là bước 1. Bước 2 là bây giờ mình phải làm sao ngăn chặn đừng để cho cái cây mình nó bộc lộ ra những cái triệu chứng này. Thì bà con biết cái này triệu chứng cái này á, là do nó thiếu kẽm. Kẽm là do cái con bệnh nó nằm ở trong cái mạch nhựa nó lóc lại. Nên như vậy là bà con muốn giảm được cái triệu chứng này để mà cứu giãn cái cây, nếu như trong trường hợp mình muốn duy trì lại một số nhánh, thì bà con phun cái kẽm là với măng gan. 2. Xuyên phát kẽm. Bà con ra ngoài cửa hàng nói xuyên phát kẽm và xuyên phát măng gan, mỗi một thứ 2,5 g, hai thứ cộng lại là 5 g, pha vô 1 lít nước. Thì bà con muốn cái bình mấy lít thì nhân lên, phải không? Tự mình mình nhân lên. Có nghĩa là tổng cộng hai chất này lại là 5 g. Như vậy là bà con phun 2 tháng một lần. Tôi đã làm thí nghiệm như vậy là cứ 7-8 tuần là nếu bà con không phun là nó bộc lộ lại cái này, nó bộc lộ lại triệu chứng này. Bây giờ như vậy là 7-8 tuần bà con phun lại một lần, thì như vậy là chúng ta sẽ khắc phục được cái triệu chứng này. Còn bây giờ trong trường hợp mà bà con đốn bỏ, bà con muốn trồng lại cái cây mới, thì như vậy là tôi có khuyên bà con là phải đi mua cái cây giống sạch bệnh. Hồi nãy trong cái hình mà tôi nói là do cây giống là người ta phải nhân giống trong nhà lưới. Hồi trước tỉnh Vĩnh Long này gần như là xã nào cũng có một cái nhà lưới để mà nhân giống cây sạch bệnh hết trơn trọi. Nhưng mà bà con mình không có quan tâm nhiều lắm, mà tôi nói cái đó là cực kỳ quan trọng. Thành thử ra bà con mình phải làm sao khi mà trồng mới trở lại đó thì phải trồng cây sạch bệnh, không được trồng những cái cây mà nó mang mầm bệnh. Thì như vậy là mình đã rước cái mầm bệnh thêm vô ở trong nhà của mình nữa. Thành ra trong cái vấn đề trồng mới đó, bà con mình phải hết sức là quan tâm cái vấn đề này. Thì tôi nghĩ rằng với những cái thông tin như vậy thì bà con mình nếu như mà làm đúng thì có thể là khắc phục. Nghĩa là tôi dùng cái từ gọi là
khắc phục dần hay là hạn chế hay là loại dần cái mầm bệnh ra khỏi cái vườn cây có múi của mình, mà nhất là cái cây cam quýt hay là bưởi như thế này, thì từ từ mình sẽ khôi phục lại được cái vườn mà nó không bị cái dạng này. Thì cái dạng này tôi nói nha, bà con nhớ rằng nó không phải do rễ, nên cái cây mà đã bị bệnh ở tại chỗ này bà con bứng lên đi, bà con trồng cái cây mới sạch bệnh, nếu mà bị bệnh là tôi chịu. Nó không lây qua đất, không lây qua không khí. Yeah. Nó chỉ lây qua những con đường mà tôi nói nãy giờ, nên bà con phải hết sức quan tâm cái đó. Chứ nhiều người sai lầm nói cái chỗ này, bây giờ cái cây này nó bị vậy, tôi bứng lên rồi trồng cái khác vô nó bị nữa, thì lúc đó không phải là do cái bệnh này, cái đó là một bệnh khác đấy. Và chúng tôi xin dành thời gian trả lời cho khán giả Phan Thanh Tùng ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Số điện thoại cuối là 83025. Anh hỏi tôi trồng bưởi đã được 6 năm rồi, trái ra cỡ trái cái chén thì bị nám nửa trái. Hỏi cây bưởi bị bệnh gì và cách chữa trị ra sao. Câu hỏi thứ hai, lá bưởi bị cháy nửa lá rồi rụng xuống, rồi có cây thì bị vàng lá gân xanh. Như vậy nhờ các nhà khoa học cho biết cây bưởi của tôi bị bệnh gì cũng như là cách chữa trị như thế nào. Xin được nhờ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Dề vui lòng tư vấn cùng anh ạ. Dạ. Em Tùng, cái trái bưởi ở đây em nói là bị nám, nám nửa trái. Thì tôi có nghi là mấy cái việc như thế này, nếu mà nắm nửa trái mà nó theo cái chiều lúc nào cũng theo một bên như thế này, mà theo cái chiều dọc như thế này đó, thì em coi chừng bị cháy nắng. Cái này thì ở cái vùng mà miền Đông Nam Bộ của mình thì bức xạ mặt trời cũng xếp vào loại cao nhất nước đó. Nếu mà em thấy rằng tất cả cái trái bưởi của mình mà phân nửa bên này mà nó bị nắm ở trơn đó, thì do cái nắng chiều quá. Nên ở miền Tây này á, đối với những cái nơi mà người ta thấy cần thiết thì phải trồng những cái cây che mát ở phía Tây, nghĩa là mặt trời lặn á, về phía mặt trời lặn á, nắng chiều nó nóng dữ lắm, có thể là cây tràm mà trầm cư đó, người ta trồng lên để che trên đó, em có thể bạch đàn, có thể cây gì đó thì em tính. Còn nếu là trường hợp mà em nói trái na bị nám nửa trái mà nám một cách bất kỳ, thì tôi nghi rằng bị cái con nhện đỏ nó chích hút. Bởi vì cái nhựa của cái bưởi này á, khi mà nó chích hút cái rồi nó trào cái nhựa ra, thì nhựa bị oxy hóa, cái nó làm đen trở lại, thành ra em thấy làm như nó bị nám vậy đó, ta gọi là da lưu da cám trên cái cam quýt, thì cái đấy là tôi nghĩ là con nhện. Còn cái con bù lạch á, thì nó sẽ tấn công lúc mà cái bông bưởi của mình mà vừa rụng cánh rồi cái trái non mà bắt đầu phát triển đó, mà em thấy cái trái nó hơi dặn ẹo quanh bên như thế này đó, là do cái con bù lạch. Nhưng mà bù lạch nó chỉ làm cho nám ở trên cái phần mà gọi là, chẳng hạn như trên đỉnh trái em thấy cái dòng như thế này đó, mà nhiều khi mình mua cam mình thấy một cái dòng ở trên đó là do cái bù lạch. Còn này nám nửa trái mà bên dưới thì em phải nghĩ tới con nhện đỏ. Mà cái con nhện thì em chịu khó, cái này nó cũng liên quan tới cái chỗ là khô hạn. Con nhện nó bắt triệu triển nhiều là do khô hạn. Trong những trường hợp đó thì em làm sao để tạo cái ẩm độ thì nó cũng sẽ khắc phục. Còn cái câu hỏi thứ hai là em hỏi trái nửa lá, thì rất tiếc là một là tôi không thấy được hình, mà trên cái diễn đàn này tôi cũng thường hay nói bà con, nếu mà sau này được á, bà con nên đưa cái hình gửi về cho đài đi, thì chúng tôi sẽ xem xét thì nó hay hơn. Bởi vì nếu mà trái nửa lá này mà từ những cái lá già mà trái lên, thì bởi vì em ở đây Trảng Bàng, Tây Ninh á, thì trên cái vùng đất xám, nên tôi nghi cái vấn đề là thiếu kali. Bởi vì thiếu kali á, thì nó sẽ cháy ở ngoài cái chóp lá, có thể 1/3, 1/2, nhưng mà hoại tử. Còn thiếu đạm á, thì nó vàng thôi mà nó không hoại tử, tức là không chết. Ở đây em nói cháy có nghĩa là chết tế bào, thì tôi nghi ngay là cái vấn đề là thiếu, có thể là thiếu kali. Còn nếu như mà vàng mà ở trên đọt non như thế này mà không phải lá già, thì cái vấn đề là thiếu một số cái vi lượng, chẳng hạn như là thiếu sắt hay là thiếu lưu huỳnh. Mà sắt thì tôi không nghĩ, bởi vì trên đất xám cái lượng sắt nó vẫn còn nhiều, nhưng mà cái lưu huỳnh thì có thể xảy ra. Thiếu lưu huỳnh nó cũng gây ra cái lá như vậy, là nó sẽ bị mất cái màu xanh đi. Nhưng mà thường thiếu mấy cái này á, nó mất màu xanh cả lá chứ không có nửa lá. Thì ở đây em nói nửa lá là tôi nghi cái chất kali nhiều hơn, bởi vì không thấy nên tôi phải giải chài thôi nha em Tùng. Thành ra cái này đâu em, qua cái lời trao đổi của tôi thì em xem lại coi nó là thiếu cái nào để rồi em chữa trị nó. Còn nếu mà nói rằng do bệnh mà gây ra để mà cháy, thì em sẽ thấy nếu mà trong trường hợp bệnh thì em thấy cái vết cháy này á, nó không phải là nó một cái đường thẳng đâu, mà nó có từng dân như thế này, nghĩa là mình thấy nó có từng gợn sóng á, thì lúc đó là có thể là do bệnh.
Xin được cảm ơn phần tư vấn của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Khán giả hỏi: tôi đang trồng bưởi, lá ngọn bị vàng và cuốn lại, xin các nhà khoa học cho biết đó là bệnh gì và phải xử lý giường ra sao. Xin được nhờ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ đi làm tư vấn cùng với chị Quỳnh Kim Trị. Em Trị ở tận Bình Định. Tôi thấy rất hay. Bây giờ cái lá mà bưởi mà bị cuốn lại đó thì tôi đề nghị em xem lại, bởi vì tôi cũng không thấy được cái hình nha. Thì em xem lại coi như vậy là trên lá nó có những cái đường đi ngoằn ngoèo. Ở trong Nam người ta gọi đó là con sâu dẻ bùa. Dẻ bùa khi mà nó tấn công vô những cái lúc mà cái lá có đọt non á, thì cái chỗ nào mà nó tấn công á, cái lá nó sẽ không phát triển được, nên nó cuốn vặn vẹo lại như thế này đó, nó vặn vẹo lại. Nên em xem lại, nếu như mà do cái con sâu dẻ bùa này thì mình phải phòng ngừa lúc mà cái bưởi ra đọt non, lúc cái đợt đọt non nó tấn công thôi. Như ở đây đó, nhà vườn ở đồng bằng sông Cửu Long thì trị cái con này hay quá, không thấy cái đọt non này nó bị cái con sâu dẻ bùa. Nhưng mà nếu mà không có quản lý chặt á, là cái con sâu dẻ bùa đó nó sẽ tấn công mọi cái loại cây có múi, mà nhất là ở cái giai đoạn là đọt non thôi, chứ nó còn khi mà nó già rồi thì nó không có bị. Còn em nói là nó bị mà cả vàng nữa, thì nếu mà vàng thì tôi lại nghi, nếu mà cái lá đọt non mà vàng thì chỉ có cái vấn đề là thiếu sắt. Mà thiếu sắt thì nó không, cái lá nó không có cuốn lại, nó vẫn bè ra như thế này, nhưng mà nó vàng đi. Thì có phải chăng là trong trường hợp này nó kết hợp cả hai cái tác nhân này hay không? Thì cái chỗ này tôi cũng không rõ. Thì cái thiếu sắt thì em thấy là nguyên cả cái lá như thế này nó vàng hết. Còn nếu như trong trường hợp mà em thấy nó vàng lốm đốm ở trên đây thì có thể là do cái tác động của con sâu dẻ bùa, nó làm cho cái mạch nhựa dẫn lên trên đây nó bị ách tắc, nó bị đứt rồi này kia đó, thành thử ra cái lá nó bị vàng từng mảng một, chứ nó không có vàng nguyên cả lá. Còn thiếu sắt thì nó vàng nguyên cả lá. Thành ra cái này em Trị xem lại. Vâng, nhưng mà nếu như thầy Vệ phân tích nó, nếu mà rơi vào cái trường hợp mà bị sâu dẻ bùa mà lá nó bị cuốn lại như vậy thì cái cách xử lý như thế nào ạ? Thì lúc mà nó mới vừa ra đọt non á, lúc mà nó mới nhú ra cái đọt non á, thì mình dùng những cái loại mà thuốc trừ sâu thông thường, mình xịt đừng cho cái con côn trùng này nó tấn công, là như thế là được rồi. Nó cũng dễ trị, mà đợi mà cho tới chừng mà nó dẻ thành ra những đường ngoằn ngoèo nó chung vô trỏng rồi thì cái lá mình bị hư rồi thì trị muộn rồi, không muốn trị được nữa. Vâng, xin được cảm ơn thầy Vệ. Và nhân đây xin nhờ thầy Vệ vui lòng tư vấn cho khán giả Nguyễn Văn Quyết ở tận Đắk Lắk. Anh hỏi là vườn sầu riêng đã trồng được 2 năm, cao 3,5 m, giờ ra lá non thì bị xoắn và vàng, vậy thì cây bị bệnh gì và phải xử lý vườn như thế nào ạ? Em biết chăm sóc cái cây như vậy là tôi thấy cũng đạt yêu cầu rồi. Bây giờ cái lá non mà nó bị xoắn thì tôi nghĩ nếu như mà nó là côn trùng á thì chắc là em cũng đã tìm được cái con côn trùng đó. Còn cái xoắn này thì tôi lại nghĩ nhiều, bởi vì ở trên cái vùng mà Tây Nguyên của mình á, sau một thời gian canh tác thì cái đất nó trở nên bị chua ra, bị chua rất là nhiều. Mà khi bị chua như vậy đó thì em thấy rằng cái hàm lượng canxi mà hữu dụng ở trong đất á, thì nó lại là kém đi. Mà cái canxi á, mà khi bị thiếu thì nó làm cho cái vách của tế bào của những cái lá non này nó không có được cứng chắc, nên nó ra cái là nó vặn vẹo, nó uốn éo hết trơn. Thành thử ra tôi thì tôi nghiêng về cái đó, bị rất tiếc là cũng không thấy được cái hình để mà xem coi cái mặt mũi nó ra làm sao. Thành thử ra tôi đề nghị em đâu sử dụng cái nước vô trong đó, em vậy em mua cái vô cục rồi mình cho nước vào thì nhớ là nó sẽ tỏa nhiệt nha, coi chừng nó sôi nó tỏa nhiệt rồi em lấy cái nước trong. Cái nước trong á, tôi nói như vậy không cần liều lượng, bị gì bản thân của vôi nó đã hòa tan 2 g trong 1 lít, tự nó tới đó là nó ngừng, nên cái độ an toàn nó cao lắm, nó không có hư lá non của em đâu. Bây giờ cái cây cải, em trồng cây cải mà lá non em lấy cái vôi mà sạch sạch em quệt lên nó cũng không có trái lá, nên em yên tâm.
Tôi nói cái này nếu như mà em phun mà nó có những cái thiệt hại gì khác là do triệu chứng khác chứ không phải do vô gây ra đâu. Thì em lấy cái nước trong đó em phun lên để chi, để mình cung cấp thêm cái canxi cho lá, mà phải phun từ ngay. Bởi vì cái chất canxi nó không có chuyển vị, trên này mà thiếu em phun ở dưới này nó vô đây nó hút được, nó cũng không có chuyển vị đem lên trên được. Nên như vậy là em phải phun thẳng lên trên này. Và sau này đó em nên sử dụng cái dụng cụ đo pH để em kiểm tra lại cái độ chua. Nếu như mà pH mà dưới 5,5 thì rõ ràng là em cần phải sử dụng vôi để mà cung cấp khoảng từ 300 cho tới 500 kg cho 1 hectare. Thì tôi nghĩ rằng nếu như mà cái triệu chứng này mà do thiếu canxi thì em có thể khắc phục nó bằng cách đó.